Anh Trương ở đây uống rượu chó gì? Đây. Hôm nào đi ô tô thì uống. Chờ mãi uống về. Quá cổ rồi đấy. Về nó xích gỗ mà cũng chết. Thế sao thế bà cái thằng cu nhà về hầu như là em vui hôm nay rồi. Dạ. Cái thằng đi Singapore hầu như là em vui hôm nay rồi. Công nhận bán hàng cao vàng mới ô tô mà. Đồ gỗ tù cán xin kính chào quý khách nhá. Và hiện tại là 9 giờ ngày 22 tháng 10 năm 2020. Và thì tôi rất hân hạnh được đón anh Mạnh ở Thị Vân Việt Trì đây, vòng về để ký duyệt bộ triều kiện chất liệu gỗ lim. Chất liệu gỗ lim xanh quý vị nhá. Còn thì trên hình ảnh quý vị đây là Hoàng Bắc Trọng là khách hàng quen thuộc, Hoàng đã dẫn anh Mạnh ở Thụy Vân Việt Trì về để quá quen nhỉ. Về để sắm bộ trường kể bằng gỗ lim đây. Vâng, trên hình ảnh quý vị kia là anh Mạnh đang ký duyệt nhá. Còn thì khách hàng quen thuộc của cơ sở đầu gỗ Tùng Tám và đã quay trở lại và nhất rất nhiều lần. Và đây Bắc Trọng là đã rất nhiều lần mà đã dùng đồ của cơ sở đồ gỗ Tùng Tám mà rất là tin tưởng, mà hôm nay bác đã về ký duyệt. Các bạn đến Tết còn mấy tháng mới được ngồi, thế quá ra trở xuống là lại đóng nhiều lên, lúc đấy là được cú rồi. Và đây giới thiệu quý vị chi tiết của trường kỷ này là có kích thước dài 2m17 quý vị nhé, và được chạm tứ quý tùng trúc phúc mai, và ở giữa là có được sen tỏ. Trường này là chất liệu lim xanh của năm. Đấy, rất đẹp, bên trên nó hơi bụi quý vị ạ, hơi bụi, rất là đẹp. Đấy, ai có nhu cầu sở hữu bộ trường này thì xin liên hệ cơ sở đồ gỗ Tùng Tám nhé. Cơ sở nơi nằm tại xã Văn Phúc, huyện Cẩm Khê, Bình Phạm. Và có số điện thoại là 0987510806. Và kia cái bàn của nó kia, cái bàn này có kích thước dài 1m27, rộng 57 phân. Và được chúng tôi chọn vào những số đẹp, rất đẹp. Rồi kia là một bán nữa cũng về để đặt tiếp sập. Đó, thế cái sập mò quế rồi. Đây là tòa hạ bộ cưa, hình ảnh cơ sở sản xuất của chúng tôi nhé, rất là rộng. Rất là nhiều hàng quý vị nhé. Đây, chiếc bàn rất là khủng. Chiếc bàn này là ở bộ ghế cột 16 chất liệu gỗ hương đá quý vị nhé. Cũng của một vị khách hàng được kỳ đấy. Và đây là toàn cảnh đoàn khách hàng này là hai đoàn. Và thì xin chào tạm biệt mọi người nhé. Mọi người nào yêu thích thì xin đừng quên ấn nút đăng ký kênh nhé. Và để được cập nhật hàng ngày các loại mẫu mã của cơ sở đồ gỗ Tùng Tám, tôi rất là liên tục đổi mới các hàng hóa và mẫu các kiểu. Quý vị nào có nhu cầu sắm đồ gỗ thì truy cập vào website đồ gỗ tùng 8.com, và để cập nhật hàng ngày nhá. Và xin chào tạm biệt mọi người nhá, chúc mọi người một ngày mới vui vẻ nhá. Ok.